Phải rồi, mấy bạn ơi, mình không ngờ luôn, không ngờ là mấy bạn có thể chơi lầy đến như vậy được. Ngày hôm qua, mình nói với các bạn rằng là nếu như video ngày hôm qua đạt được 10.000 like thì mình sẽ ra tập 1 của series Vùng Đất Chết. Và các bạn không cho mình 10.000 like, các bạn thật là lầy. Các bạn cho mình 20.000 like luôn. Phải rồi. Đó là trời, mình thật không ngờ là các bạn có thể chơi lầy đến như vậy được. Mình chỉ yêu cầu có 10.000 like thôi. Và các bạn cho mình hẳn gấp đôi, 20.000 like luôn. Vậy thì để mình xem coi độ lầy của mấy bạn đến cỡ nào. Nếu như tập 1 này đạt được 20.000 like thì ngày mai sẽ có tập 2 nha các bạn. Mấy bạn nhớ like ủng hộ cho video này đạt được 20.000 like nha các bạn. Like 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 nha các bạn. Like ủng hộ cho mình nha mấy bạn. Ok, cảm ơn mấy bạn rất là nhiều. Và chúng ta bắt đầu vào tập 1 thôi nào. Let's go. Ui 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 trời mấy bạn ơi. Trời ơi là trời, mới vừa vô hay là đã bị một con heo với một con gà dí rồi. Trời ơi là trời. Mấy con quỷ zombie này. Cút ra. Trời ơi cứu tôi. Chết. Giờ trong tay không có vũ khí, làm sao đánh lại bọn nó đây. Giờ làm sao ấy? Mấy con này nhiều máu không vậy? Mà quýnh đâu quá vậy? Còn có 40 máu à. Ok, lấy được cái đùi gà, đập cái đùi gà vô mặt mày nè heo. Đập cái đùi gà vô mặt mày nè. Ok. Phải rồi. Mới vừa vô thôi bạn là mình đã bị con gà với con heo dí rồi. Mới tạo thế giới chưa kịp làm gì cả. Khổ ghê á trời. Đây có mấy thịt heo với mấy thịt gà nè. Ok, có thức ăn để ăn rồi. Ồ, mà không biết mấy con này nó mình có cưỡi nó được không ta, để mình thử nha. Ui, không được, được. Chạy. Ôi ơi trời. Có mấy con thì cưỡi được, có mấy con không cưỡi được mấy bạn ơi. Ờ, thôi né mấy con này ra đi. Ghê vãi. Ôi trời. Ui. Ui, bên kia mình thấy nó có một cái tháp gì kìa mấy bạn. Wow. Ok, để mình qua thử cái tháp đó, mình coi cái tháp đó là cái tháp gì nha mấy bạn. Ôi là trời. Wow. Cái tháp lần đầu tiên mình thấy trong Mini World luôn nha. Ờ, để mình mượn con gà mình cưỡi đi coi. Ui, cưỡi được không? Cưỡi được nè mấy bạn. Các bạn nhìn mình nè, mình đang ngồi trên con gà nè mấy bạn. Vãi nồi được, nhìn ngáo vậy. Ôi. Ờ, để coi con gà nhảy cao nha. Ờ, nó cũng nhảy thấp à. Ôi, ngồi trên con gà cưỡi con gà luôn mấy bạn ơi. Lầy vậy. Ok, rồi. Mình sẽ cưỡi con gà để đi qua bên đây thử nha. Wow, một cái tòa tháp mấy bạn ơi. Ok, đeo đây coi. Ê. Ui. Hình như là bên trong tháp là quái vật mấy bạn ơi. Ôi thôi không được. Ui. Tại là con gà zombie nó tấn công mình nữa nè. Chạy. Chưa gì là bị sắp mặt nồi mấy bạn ơi. Ok được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi kiếm gỗ và sinh tồn thôi. Ui. Chạy khỏi con gà đã. Ok rồi. Chết đi gà. Tao cưỡi xong tao giết mày luôn. Mình sẽ chặt cái cây này ra để mình lấy gỗ mình chế tạo đồ để sinh tồn nha anh em. À. Yeah, rồi mình đã lượm được hết gỗ rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ chế tạo cho mình ra thành là ván gỗ nè. Đó, chế ra ván gỗ. Sau đó mình sẽ chế ra một cái bàn chế tạo. Ok, có bàn chế tạo rồi mấy bạn ơi. Rồi, từ cái bàn chế tạo này chúng ta sẽ chế tạo cho chúng ta một cây cúp đi. Rồi, mình sẽ đi đào đá bạn ơi. Mình sẽ đi đập đá nha. Ok, mới sáng sớm dậy là đã đập đá rồi mấy bạn ạ. Đập đá để cho sức khỏe dồi dào. Ui, gà zombie. Ui, mày hả mày tấn công tao hả mày gà zombie. Ok. Ồ, bên trong đây có, bên trong này nè. Đây, bên trong này có đá nè các bạn ơi. Để mình lấy đá nha. Thì mình đã có được 20 cục đá rồi đây. Ok, để mình chế tạo cho mình những cái dụng cụ bằng đá nha. À, chúng ta đã đến với thời kỳ đồ đá nè. Đầu tiên mình sẽ chế cái rìu bằng đá. Cái cúp bằng đá nè. Ok, để chế thêm cái sản đá nữa. Rồi. Thêm một cái gọi là cái cuốc đá để có gì mình trồng trọt mấy bạn ạ. Đó. Mình sẽ chế cho mình thêm vũ khí nha. Vũ khí thì mình có thể chế từ một cái cây giáo. Đây, cây giáo đây. Đó, mình sẽ chế mấy cây giáo để làm vũ khí các bạn ơi. Chúng ta đã có được vũ khí nè. Ui, trời sắp tối mất tiêu rồi. Phải nồi. Mới vô mà trời đã tối hay sao? Chúng ta cần phải đi kiếm lông cừu. Kiếm lông cừu để làm giường ngủ các bạn ơi. Ok. Ui, một con cừu. Yeah. Để mình qua đó mình đâm đít cừu. À, cụ ơi, hello cụ. Ê, mày hả mày? Chết bà mày đi. Ok, còn bên kia, ui bên kia cũng có hai con cừu luôn. Yes, hợp lý quá. Cái giáo này là nó phóng được nha mấy bạn coi nè. Ê, phóng nè. Mày hả cừu? Đó, hai cái lông cừu rồi nè. Ê, một cái lông cừu thôi là đủ chế rồi đúng không? Ờ, đúng mà, hình như là trong Mini World là chỉ cần có một cái lông cừu thôi. Rồi mình sẽ về mình chế cho mình cái giường mới được. Tối rồi trời, tối rồi. Buổi tối là zombie sẽ xuất hiện hơi bị nhiều luôn các bạn. Phải nồi thiệt. Bây giờ mình sẽ chế cho mình một cái giường nè. Giường đâu ta? Giường cần nhiều ván gỗ không? Hay cần que gỗ hả? À đây.
một cái giường. À, chúng ta đã có được một cái giường các bạn ơi. Đó, đợi cái giường ở đây. Mới nghe tiếng con dĩ đang lại gần mình thì phải. Ok, ngủ. Chưa thể ngủ được, trời vẫn còn sáng, chưa thể ngủ được. À, các bạn ơi, các bạn nghĩ là trong thời gian sắp tới mình có nên đi tham quan cái cây tháp này đâu anh em? Mình thấy cây tháp này nè, mình thấy bên trong nó có khá là nhiều quái vật mấy bạn ạ. À, đây mình sẽ cho các bạn xem nha, mình sẽ lại gần cho các bạn xem nè. Đó, quá trời quái vật luôn. Ui, ở kia nó có cái rương kìa các bạn. Hợp lý hợp lý. À, nếu như những bạn nào muốn mình là trong thời gian sắp tới sẽ khám phá thử cái tháp này, các bạn nhớ like ủng hộ cho mình nha. 20.000 like thì tập 2 mình sẽ đi khám phá cái tháp này nha. Ok. Đó, cái tháp này là 20.000 like mình mới đi khám phá nha. Mình thấy hơi bị nhiều quái đó trời. Không ngu gì đâu mà nhào vô. Đó, thôi ngủ. Rồi, trời sáng rồi đây. Bây giờ là mình nghĩ là mình cần phải đi kiếm sắt mấy bạn ơi. Mình phải có sắt trong thời gian đầu như thế này, để chúng ta có thể chế tạo một cái kiếm thật là mạnh để chiến đấu lại với mấy con zombie. Chứ mấy cây giáo này đánh không lại bọn nó đâu. Để mình đi xem coi. Ok. Ui, ở trong đây nó có đá nè. Có sắt hay gì không? Ui, có than. Có than là có tất cả. Có than là có được ánh sáng các bạn ạ. Mình cần phải có đuốc, hiểu không? Đó. Ôi ơi, chết, đói rồi, để ăn nè. Ăn đỡ biến đi, sau đó về nhà mình sẽ nấu thức ăn lên mà ăn cho nó khỏe. Đó, đào cái đống than này ra. Quá trời than luôn. Rồi, những cục than cuối cùng, lên thôi. Ui, ui, sắt mấy bạn ơi. Khỏe rồi, thấy sắt rồi các bạn ơi. Sướng vậy, có sắt rồi. Vậy chúng ta sẽ không cần phải dùng giáo nữa rồi, chúng ta sẽ có được kiếm. À, ngon lành canh đào luôn. Có sắt rồi các bạn ơi. Có hơi bị nhiều luôn nha. Ok, ra ngoài thế nào. Yeah. Tưởng vậy, có sắt rồi nè, đem về nung mới được. Đó, để mình qua mình giết con gà zombie bên đây kìa. Gà zombie bên đây nhìn ngáo quá. Mày, ui, tấn công mình. Ui, còn có 30 máu, coi chừng chết nha. Ok, mày hả mày. Giết tao hả mày. Rồi, tới cây mía luôn. La 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 la. La 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 la. Ui, có một cái bình gì nè, đập ra coi. Một cây mía bên trong bình, phải nồi. Zombie hả mày, zombie. Ê. Ui, chết rồi các bạn ơi. Vãi nồi. Đồ của tôi. Chết rồi các bạn ơi. Tôi vậy. Ok, may quá mình chết ở gần nhà. Chết gần nhà. Đùm đùm đùm. Mày tránh xa tao ra. Mày. Trời ơi, mày cái giáo. Trời ơi, mày cái giáo nè. Ui. Chạy hả mày, chạy không? Đứng lại mày. Chạy đi đâu cho thoát. Mày giết tao cho đã rồi mày chạy hả mày. Ok. Lấy được một đống kinh nghiệm luôn. Để mình về nhà mình nung sắt lên các bạn ơi. Mình chế tạo cây kiếm mấy bạn ơi. Cây giáo đánh yếu quá. Đánh cái con quái nhỏ xíu mà đánh từ nãy giờ không xong. Mình cần phải có một ít đất để mình làm cái lò. Trong mini world là làm lò phải cần có đất mấy bạn ơi. Đó, lấy một ít đất nè. Rồi. Ở vào đây chúng ta sẽ được một cái lò nướng. Đây, một cái lò nướng để này. Rồi, bỏ sắt vào nướng lên nè. Ok. Mình nghĩ là mình sẽ đi đào thêm một ít đá nữa để mình làm thêm một cái lò nữa. Hai cái lò thì nó mới nấu nhanh được, chứ một cái không nấu nhanh được đâu. Ở kinh nghiệm nè, lụm. Kinh nghiệm trong đây rất là quý nha các bạn. Bởi vì nếu như mà các bạn có kinh nghiệm á thì các bạn có thể hồi sinh được nha. Có kinh nghiệm là có thể hồi sinh được tại chỗ luôn. Không có cần phải gọi là chơi lại từ đầu. Đó. Không cần phải hồi sinh về giường mà chúng ta có thể hồi sinh tại. Oh my god. Ui, bên dưới căn hầm này nó có một căn hầm mấy bạn ơi. Ôi, khoan. Mình đi vô coi. Đặt mấy cái bình này ra có gì trong đây không? Khoai tây. Ui. Kẹo dẻo. Có cũng khá là nhiều đồ. Ôi tối hùi rồi, Không nên chiến đấu trong thời gian đầu các bạn ơi. Thời gian đầu mà chiến đấu là ăn hành đấy. Nó đập cho sắp mặt. Vô lấy đá thôi. Rồi, có được khá đá nè. Bây giờ mình sẽ làm cho mình thêm một cái lò nướng nữa nha. Rồi, hai cái lò. Yeah. Một cái đây, đó. Rồi, bỏ dây một nửa than. Mình sẽ bỏ đùi gà và mình nướng lên. Bỏ hết ra luôn. Ok. Bên đây thì mình bỏ than vào. Mình bỏ gì vào nướng ta? Trời, nó còn gì đâu nướng. Ok, thôi, nếu không có gì nướng thì mình sẽ lấy than này ra để mình chế cho mình mấy cây đuốc.
chơi mấy cái que nè. Đó, chơi được 4 cây đuốc nè, 8 cây đuốc. Trong tập 1 này mình nghĩ là mình sẽ phải xây cái nhà trước đã. Xây một cái nhà cho chúng ta sinh sống các bạn ơi. Rồi để mình đi đào gỗ. 1 hour later. Rồi, ok, 39, 40 cục gỗ. Mình nghĩ như đây chắc là đủ để xây nhà rồi. Trời lại sắp tối nữa rồi, trong Midi World trời tối nhanh vậy ta. Ok, chới một đống gỗ ra. Đây, mình sẽ xây cái nhà ở gần cái tháp này để mai này nếu như được 20.000 like mình sẽ đi thám hiểm cái tháp này mấy bạn ơi. Đó, xây cái nhà, một cái sàn nhà nhỏ nhỏ ra như thế này. Rồi, cái nhà rộng thêm một ô nữa đi. Nhỏ nhỏ hả bạn ơi, khi nào chúng ta giàu sang rồi chúng ta sẽ xây cái nhà bự hơn. Ta xây cái nhà nhỏ nhỏ để sống tạm thôi, hiểu không? Đó, khi nào mà giàu sang rồi chúng ta sẽ xây cái nhà to hơn. Còn giờ đang nghèo khổ, xây nhà nhỏ nhỏ hay xây nhà to là coi như là hơi khó xây. Mai này mà mình giàu sang rồi mình sẽ xây biệt thự luôn các bạn ơi. Mấy bạn nào mà ủng hộ cho mình nhiều nhiều, mấy bạn like cho mình nhiều nhiều, mình sẽ xây luôn cả cái gì ta? Lâu đài mình ở luôn chứ đừng có nói là biệt thự. Các bạn chỉ cần like ủng hộ cho mình thôi, like càng nhiều mình xây càng nhiều thứ. Đó. Ồ, cái mấy bạn ơi, một ông dân làng. Ok, cho mình xin cây đuốc nha. Rồi, để xem ông dân làng này đổi gì nào. Đổi một cây kiếm sắt 8 sao, mắc quá vậy. Một cái giáp sắt 3 sao. Ồ, nhưng mà bây giờ mình hết sao rồi. Oh no, no, hết sao rồi. Thôi bây giờ mình sẽ nhốt ông này lại. Để mai này mình sẽ đổi đồ. Ôi, ông ơi đi đâu vậy? Đi đứng đây ông. Mình sẽ nhốt ổng lại, mai này mình sẽ đem ổng ra mình đổi đồ các bạn ơi. Vào đây nha, đừng đi đâu nha. Rồi, đứng trong đó đi, đừng đi đâu hết. Đừng đi đâu hết nha anh đẹp trai. Ok, đứng đó nha, ngủ. Rồi, trời sáng rồi. Anh đẹp trai vẫn còn ở trong đó. Ok, mình sẽ đợi khi nào mình có sao, mình sẽ ra mình đổi đồ với anh đẹp trai. Còn bây giờ thì ra chế tạo xây nhà tiếp nào. Ui đói 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 mấy bạn ơi, đói rồi đói rồi. Ui đói. Trời ơi, phải nồi. Nhảy xuống làm gì chứ chết queo luôn. Rồi, thôi thôi, mình chết sao mình hồi sinh là full thịt luôn rồi. Còn cần gì nữa đâu. Cây full rồi, khỏi nữa. Khỏi cần ăn nữa, full luôn rồi. Rồi, bắt cua hai lóc leo lên đây. Rồi, xây tiếp nào. Bây giờ là mình sẽ đặt đá vào để nó xây bích kính cái máy của mình lại. Đó, ok. Sau đó mình sẽ chế cho mình những cái gọi là trần nhà thế này. Ok, có được mấy cái trần nhà nè. Bây giờ chúng ta sẽ đặt mấy cái trần nhà vào bên trong là như thế này. Rồi, đây luôn. Rồi, cửa sổ thì mình sẽ lắp cái này vào. Đó, cái gì vậy? Trời ơi, bị kẹt lại rồi. Đó, ok, có cái cửa sổ này nè. Đó, rồi đi vào bên trong. Bên trong thì mình sẽ thắp đuốc lên. Lấy đuốc ra nè. Thắp sáng ngôi nhà lên. Đó, rồi. Chỗ này thì mình sẽ có một cái cầu thang để mình leo lên trên nóc nhà. Đi ra lấy cái lò nướng với lại giường ngủ đồ vào trong luôn. Lấy cái giường ngủ nè. Anh dân làng ở bên dưới nha anh. Yên tâm đi, không có con zombie nào thông đích anh đâu. Anh chơi trong đó đi. Rồi, một ngày nào đó em đủ gì ta? Đủ kinh nghiệm rồi em sẽ ra em đổi đồ với anh. Rồi, ok. Thịt gà mình nướng xong rồi nè. Ăn miếng thịt gà coi. Nhầm 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 nhầm. Quá sướng luôn. Chưa gì à, vô à, giết mấy con zombie để lấy thịt bọn nó ăn rồi các bạn ơi. Giường ngủ, ok, có giường ngủ rồi nè. Bây giờ giường ngủ sẽ để bên đây. Rồi, mình sẽ đặt mấy cái lò nướng ở đây. Sau đó là mình sẽ lấy cái này là cái gì ta, cái rương chứ, để vào đây. Ơ, à, là che mất cái cửa sổ luôn rồi. Không được, không được. Tại sao cái rương lại che mất cái cửa sổ? Mất thẩm mỹ lắm, trời ơi. Cái rương không thể nào để cho nó che mất cái cửa sổ được, các bạn hiểu không? Mất thẩm mỹ, mất thẩm mỹ. Cái nhà nhỏ xíu giờ để đâu vậy trời? Thôi để lên đây đi. Đó, ok. Rồi, trong cái rương này chúng ta sẽ lấy được đồ nè. Bỏ đồ vào trong. Ok, và các bạn ơi, trong tập này chúng ta đã làm được gì nào? Thì chúng ta đã xây được một căn nhà nhỏ nhỏ, đã có được một ít đồ, đã có được lò nướng, có được giường ngủ. Và chúng ta còn phát hiện ở bên cạnh chúng ta có một cái tháp quái. Cái tháp này có rất là nhiều quái bên trong và có rất là nhiều rương nữa. Mình không biết những cái rương này có làm được gì hay không. Nhưng mà nếu như các bạn muốn mình khám phá cái tháp này, các bạn hãy like cho mình nha. 20.000 like mình sẽ đi khám phá cái tháp này nha. Ok. Rồi, còn cái nhà của chúng ta thì vẫn đẹp, vẫn rất là dễ thương. À, thì nếu như các bạn thấy thích video này và muốn đặt thử thách cho mình trong những video sau thì đừng quên là bình luận bên dưới cho mình biết nha.
Và anh em cũng đừng quên là nhấn vào nút like ủng hộ cho mình 20.000 like nha các bạn. 20.000 like nha. Thì mình sẽ ra tập 2 nha các bạn. Ok. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau của Vùng Đất Chết. Tạm biệt. Bye bye. À quên, yêu anh em vãi nồi.